Chắc giống như cây vậy. Trời ơi. Đeo.
Vamos. Sao mà vô trong ô thôi chứ. Ông Khanh trở về còn cho mình khỏi hết mọi người. Hỏi giúp Cường đang nghe. Hỏi cho Cường đi. Giúp Cường hả? Bên đây phụ huynh hả? Giúp Cường thôi á. Đây là
Ê, ê, trông bà nó hoài vậy.